tình dục đang được kiểm soát đó rồi đến lúc mang bắt bắt thai thì không là kết đó có vậy thôi chỉ có vậy thôi Kính thưa quý vị, trên sân khấu ngày bây giờ, tập thể nghệ nhân đoàn Gia Lai đang tái hiện rất sinh động phần lễ bỏ mã hay còn gọi là lễ phơ thi dành cho người đã khuất. Ây dạ bị mà lời mà tận rè phần thi lấy chú ơi mấy bị mò hò ghét ô mấy mò hò phun bay hàng rè nụ nhà rè ngồi hàng y nơi mấy yêu nẹ bay nẹ bà nhà bị tình trình nơi mấy tận nguyên phần lịch lấy chú ơi ô nẹ bay nẹ bà tao kinh tế bê khởi giang khởi giang hôm nay gia đình mang theo con nêu con vàng mang theo sự cân để làm lễ phơ thi cho ông bà hiểu sau này làm việc gia đình và dân đây là mẫu con heo con gà đây là giọt nước hạt ngót để chúng ta cùng múa xoay theo làn điệu nào chúng ta cùng vui cùng múa cùng say sưa nào Thank you.
Thank you.